Khán giả mong Mạnh Quỳnh khuyên con gái Phi Nhung đừng rải trò cốt mẹ xuống biển, hãy đặt tại nghĩa trang như cổ nghệ sĩ Chi Tài. Sau khi thông tin Wendy có ý định rải trò cốt mẹ xuống biển, nhiều khán giả tỏ ý kiến không đồng tình. Hôm ngày 18 tháng 10, Wendy Phạm và ca sĩ Tracy Phương Trinh livestream chia sẻ về tâm nguyện của cố ca sĩ Phi Nhung. Con gái Phi Nhung cho biết, khoảng một năm sau, mình sẽ đưa tro cốt của mẹ về Việt Nam để mọi người viếng lần cuối, sau đó rải tro cốt xuống biển ở Hawaii, theo nguyện vọng của ca sĩ Phi Nhung thuở sinh thời. Khi còn sống, mẹ không thích ở một chỗ, mẹ thích đi biển lắm, vì thế tôi sẽ đưa tro cốt của mẹ đến Hawaii, làm lễ rồi rải ở đó, Wendy cho biết. Tuy nhiên sau chia sẻ này, đã vô tình gây nên nhiều tranh cãi sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả lâu năm của Phi Nhung cho rằng, nên để tro cốt của cố ca sĩ trong chùa để hưởng xương khỏi tu hành chánh quả. Nếu rải xuống biển, chẳng khác nào muốn cô không trốn dung thân. Đặc biệt mới đây, Mạnh Quỳnh đã đăng tải một bài viết thông báo mình có mặt trên chuyến bay, trở về nhà, sau bao ngày đưa tiễn người bạn qua cố. Tuy nhiên, bên dưới phần bình luận, một tài khoản cá nhân đã để lại lời khuyên mong ca sĩ hãy ngăn cản việc Wendy mang tro cốt của Phi Nhung rải xuống biển. Thay vào đó, hãy mang đến cất giữ ở nghĩa trang giống như cố nghệ sĩ Chi Tài, thì thuận tiện cho việc viếng thăm sau này. Anh Quỳnh ơi, anh nói với Wendy, đừng rải tro cốt của chị Nhung xuống biển, đặt tro cốt của chị Nhung giống như anh Chi Tài. Lúc nào anh nhớ chị, đến đó tâm sự với chị, giống như bé heo vậy đó. Mọi người thấy cũng vui khi anh tâm sự với chị, người này nói. Ý kiến này cũng được rất nhiều cư dân mạng đồng tình, vì không muốn Phi Nhung phải lạnh lẽo nơi biển rộng bốn bề. Hiện tại rất nhiều luồng ý kiến khác nhau đang bàn tán về quyết định của gia đình Wendy Phạm. Mỗi lần nhìn vào Wendy Phạm, khán giả lại chạnh lòng nhớ về cố ca sĩ Phi Nhung, bởi lẽ hai mẹ con có quá nhiều nét giống nhau. Từ sau khi nữ ca sĩ Phi Nhung mất, con gái ruột Wendy Phạm bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trước truyền thông để chia sẻ thêm những câu chuyện về người mẹ quá cố. Gần đây nhất, Wendy tham gia livestream của Trung tâm Thủy Nga tại Mỹ thông báo về quỹ từ thiện mang tên mẹ Phi Nhung, cũng như tiết lộ kế hoạch thực hiện di nguyện làm từ thiện còn dang dở cho mẹ. Càng xuất hiện trước công chúng, Wendy càng cảm nhận được khán giả đang quan tâm và được nhận xét có gương mặt y hệt mẹ Phi Nhung, không lẫn vào đâu được. Bạn thân của Phi Nhung đồng thời cũng là người chủ cận kề chăm sóc Wendy thời gian qua vừa tiết lộ có hai điểm giống trên gương mặt mà Wendy thừa hưởng từ người mẹ ca sĩ của mình. Nhìn thoáng qua có thể thấy nụ cười và chiếc mũi cao của Phi Nhung chính là bạn sao của mẹ. Bên cạnh đó, đôi mắt long lanh rất tây của Wendy cũng giống hệt Phi Nhung. Chính Wendy từng tiết lộ trong tang lễ của Phi Nhung vừa qua, khi cô mang khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt, nhiều người đã nhận ra ngay là con gái Phi Nhung vì quá giống. Ngoài ra, vì giọng nói hơi khàn đặc trưng của giọng ca Bầu ơi đừng khóc, cũng được cô con gái ruột copy y chang. Chính nhờ sự giống mẹ như khuôn đúc của Wendy mà nhiều người thân cũng như khán giả mỗi khi nhìn vào cô đều nhớ tới Phi Nhung. Một số bày tỏ nỗi nhớ thương, chạnh lòng khi thấy bạn sao của Phi Nhung trên trần thế. Số khác lại cảm thấy được an ủi vì dường như dáng hình của ca sĩ vẫn còn hiện hữu nhờ con gái ruột Wendy của mình.